Xin chào các bạn, anh Dũng Vision Channel hôm nay cùng với các bạn khám phá về tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngày 23 tháng 11 năm 2022 vừa qua, Nga đã cho hạ thủy tàu phá băng hạt nhân lớn nhất thế giới là Yakutia và treo cờ tàu lớn thứ nhì Uran. Nga khẳng định vị thế số 1 trên thế giới về lĩnh vực này. Trước khi vào video, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký để ủng hộ những người làm chương trình, cũng như like và nhấn chuông để nhận được các video mới nhất. Hôm 22 tháng 11, nhà máy đóng tàu Baltic ở Saint Petersburg của Nga đã tổ chức hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Yakutia và thử cờ tàu phá băng Uran, vốn được hạ thủy được từ tháng 5 năm 2019 và sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 12. Đây là tàu thứ 3 và tàu thứ 4 của mẫu tàu TIP 22220 dài 173,3m và lượng giãn nước là 33.540 tấn, thuộc lớp tàu phá băng mạnh nhất thế giới, có thể di chuyển qua lớp băng dài 3m. Tàu Yakutia có giá trị là 1,4 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, sẽ được đưa vào sử dụng năm 2024. Việc bổ sung hai tàu phá băng là một phần tiếp theo của dự án quy mô lớn để tái trang bị và bổ sung hạm đội tàu phá băng hạt nhân nhằm củng cố vị thế của Nga như một cường quốc của Bắc Cực. Các nhà lãnh đạo Nga cũng muốn nhấn mạnh rằng những tàu phá băng như vậy có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, ngoài ra đảm bảo sự duy trì hoạt động hàng hải quanh năm ở Tây Bắc Cực. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạm đội tàu phá băng hạt nhân của đất nước như mục tiêu đã đặt ra, với việc sử dụng các thiết bị và linh kiện trong nước bất chấp những khó khăn hiện tại của nền kinh tế Nga. Hai tàu phá băng khác trong cùng mẫu là Arktika và Sibir đã đưa vào sử dụng, và một chiếc khác là Chukotka. Chukotka sẽ được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2026. Tàu phá băng hạt nhân siêu mạnh Hrosia dài 209m, lượng giãn nước lên tới 71.380 tấn, sẽ được hoàn thành vào năm 2027. Nó có thể phá vỡ được những lớp băng dày 4m. Đến năm 2035, hạm đội Bắc Cực của Nga sẽ vận hành ít nhất 13 tàu phá băng hạng nặng, trong đó có 9 tàu chạy bằng lò phản ứng hạt nhân. Việc phát triển hành lang giao thông quan trọng nhất này sẽ cho phép Nga khai thác triệt để hơn tiềm năng xuất khẩu và thiết lập các tuyến hàng hải hiệu quả, bao gồm cả tuyến đến Đông Nam Á. Và họ nhấn mạnh rằng các tàu phá băng lớn như vậy là rất cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển Bắc Cực, để đảm bảo hoạt động hàng hải an toàn, bền vững trong khu vực, mà khác tăng cường giao thông dọc tuyến đường biển ở phía Bắc của đất nước. Tan băng do biến đổi khí hậu đang mở ra các tuyến đường biển mới ở Bắc Cực, nơi có nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào, mà trong đó Nga có một nhà máy khí hóa lỏng trên bán đảo Saman thuộc Tây Bắc của Siberia. Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ ước tính là Bắc Cực có trữ lượng dầu khí khoảng 412 tỷ thùng dầu, chiếm khoảng 22% trữ lượng dầu khí chưa được khai phá của thế giới. Nga đã âm thầm tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực, nơi nước này có tới 24.000 km đường bờ biển kéo dài từ biển Barents đến biển Okhotsk. Kể từ năm 2005, Nga đã mở lại hàng chục căn cứ quân sự ở Bắc Cực từ thời Liên Xô, hiện đại hóa hải quân và phát triển các tên lửa siêu thanh mới được thiết kế để vượt qua các cảm biến về hệ thống phòng thủ của Mỹ. Các chuyên gia ở Bắc Cực cho biết, để cạnh tranh với Moscow thì phương Tây sẽ mất ít nhất 10 năm để bắt kịp quân đội Nga trong khu vực này. Tìm hiểu về công nghệ này chỉ có thể bắt đầu với sự hiểu biết về các ứng dụng trong ngành kỹ thuật mà các nhà khoa học đã trình bày trên sách vở và báo chí và các kênh truyền hình. Tàu phá băng là một tàu đặc biệt để phá băng, thậm chí còn phải đầy đủ các điều kiện để có thể di chuyển và thuyền viên có thể sinh sống ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới. Những tàu này được thiết kế chuyên dụng cho phép chúng thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Ý tưởng của con tàu phá băng được khoảng thời gian rất dài. Trong thời gian trước đây, từ năm 1800, tàu phá băng loại nhỏ đã được biết đến. Tất nhiên, tàu thuyền được mở rộng thêm sau đó, và thậm chí ngày nay thiết kế cơ bản của chúng vẫn như vậy. Và việc hiện đại hóa đã bảo đảm cho những tàu phá băng hiệu quả hơn. Làm thế nào một tàu phá băng có thể hoạt động? Đó là vì thiết kế tuyến hình tàu của các nhà nghiên cứu. Tuyến hình của một con tàu phá băng không đơn thuần là giống như một con tàu bình thường, nhưng chúng có thể có một cấu trúc được làm tròn hơn so với tàu bình thường. Tuyến hình của một con tàu bình thường chỉ có thể giúp nó đi cắt qua những con sóng và giảm ma sát giữa tàu và nước. Tuy nhiên, phần ổn định về tuyến hình như vậy của một tàu phá băng cho phép nó dễ dàng lướt qua trên những áo băng dày, làm giảm các lực đối địch một cách đáng kể. Khi con tàu lướt trên băng thì trọng lượng của nó đi xuống và nghiền nát những tảng băng. Thiết kế tuyến hình ổn định giúp đẩy băng ra và tạo một cái đường đi cho con tàu, ngăn không cho băng xâm nhập trở lại và các bộ phận của gate, và làm hư hỏng
cho con tàu. Cơ cấu vỏ thép bảo vệ cho thân tàu tính ổn định cân bằng và ngay cả khi điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất. Vỏ bên ngoài được gia cường với các vật liệu cứng và vỏ sơn được phủ polymer tạo độ lướt và làm cho tàu giảm thiệt hại do ma sát. Vì vậy, con tàu di chuyển về phía trước, băng đẩy sang một bên và tạo ra một con đường để cho các tàu khác tiếp theo. Tàu phá băng hạt nhân là một ví dụ về công nghệ mới nhất đã được đưa vào ngành công nghiệp phá vỡ băng. Loại tàu này mục đích để giảm chi phí cho vấn đề kinh tế, thay thế cho các tàu phá băng chạy bằng nhiên liệu. Vì vậy, loại tàu này đã xuất hiện, nhưng vận hành loại tàu này phải đòi hỏi có đội ngũ kinh nghiệm và chuyên sâu trong ngành. Trung bình cứ một tàu phá băng làm việc trong khu vực băng giá ở Nga với độ dày băng là 3 mét thì sẽ sử dụng tới 100 tấn nhiên liệu, và nó làm tiêu tốn lượng nhiên liệu rất nhiều so với việc khai thác dầu. Vì vậy, loại tàu phá băng hạt nhân đã xuất hiện. Một tàu chạy băng hạt nhân sẽ sử dụng ít hơn 1 kg uranium trong điều kiện về độ dày băng thời tiết. Như vậy, nó đã được lựa chọn để làm nhiên liệu thay thế cho dầu. Tóm lại, tàu phá băng hạt nhân là một tàu có giá trị kinh tế cao và chi phí ban đầu sẽ đi vào sử dụng và tạo ra một lò phản ứng hạt nhân tại chỗ, và điều này sẽ gây tranh cãi giữa các quốc gia lớn trên thế giới. Tuy vậy, các tàu phá băng nó cũng có những cái khuyết điểm, vì loại tàu này chỉ thiết kế cho việc phá băng và không được phép áp dụng cho việc hành trình. Một số thay đổi trong thiết kế tàu đã làm tăng gấp đôi chức năng của tàu, với các tàu này được cung cấp bởi những cánh quạt có thể được chuyển vào tất cả các hướng theo hướng ngược để có thể tạo ra đủ lực đẩy và phá vỡ băng. Tuy nhiên, đây chỉ là loại tàu khá đặc biệt, và cho đến khi đưa vào sử dụng, tàu phá băng mới là lựa chọn khả thi nhất để phá vỡ băng. Đế chế Nga dù có hơn 10.000 km đường biên giới giáp biển, song nước này chỉ có hai đường ra duy nhất để kết nối quanh năm với các tuyến đường, đó là Biển Đông và Biển Đen. Khu vực miền Bắc nối với các nước châu Âu thì chỉ có thể sử dụng vào mùa hè khi các khối băng dày tan bớt. Cho nên vào từ năm 1895, Nga Hoàng khi đó đã có kế hoạch táo bạo để chế tạo một con tàu có mũi làm bằng kim loại để đủ sức nặng để trườn lên tấm băng dày để rồi phá vỡ nó, mở ra tuyến đường trong vài giờ giúp tàu bè đi lại, giúp tăng cường giao thương Nga với các nước ở châu Âu trong mùa đông giá rét. Và thế là con tàu phá băng thực thụ đầu tiên của nhân loại ra đời, tàu Zarbak, và đặt tên theo tên của vị tướng tài ba của nước Nga giúp nước này thôn tính toàn bộ vùng Siberia vào thế kỷ thứ 16. Và theo tài liệu lịch sử, tàu Zarbak hạ thủy từ năm 1898 có thể dễ dàng phá vỡ lớp băng dày 2 mét. Con tàu có lượng giãn nước 9.000 tấn, dài 97,5 mét và rộng gần 22 mét, và có chiều cao bằng tòa nhà 2 tầng. Về động cơ thì tàu này được trang bị động cơ hơi nước 9.000 mã lực, giúp khối sắt gỗ khổng lồ di chuyển với vận tốc 12 hải lý. Con tàu có thể mang theo lượng than giúp di chuyển 6.500 km mỗi lần ra khơi, với thủy đoàn là 102 người. Trong Thế chiến 1, Zarbak không ít lần cứu tàu bè của khối hiệp ước thoát khỏi vòng vây của địch, và tháng 2 năm 1918, vào thời điểm cuộc chiến cam go nhất, chính là tàu Zarbak đã giúp đoàn 211 tàu chiến, tàu hậu cần của hạm đội Baltic và tàu buôn đi qua lớp băng mùa đông ở vịnh Phần Lan để tránh đòn tập kích của quân đội Đức. Tuy nhiên, về kỹ thuật chưa cho phép, cho nên tàu Zarbak và các thế hệ tàu phá băng chạy bằng động cơ diesel sau này chỉ hoạt động ở khu biển Bắc, Bạch Hải và Baltic, nhưng lại quá tốn nhiên liệu, con tàu không đủ sức mở đường cho tàu bè đi lại thường xuyên trên tuyến đường xa hơn về phương Bắc. Và năm 1953 thì Liên Xô ra quyết định táo bạo là đóng một con tàu phá băng chạy bằng nguyên liệu hạt nhân, và năm 1959 thì tàu phá băng nguyên tử đầu tiên trên thế giới mang tên Lenin đã được hạ thủy. Khi xuất hiện thì nó cũng đồng thời là tàu bắn nước đầu tiên, tàu dân sự đầu tiên trên thế giới được trang bị một động cơ hạt nhân. Năm 1975, Liên Xô tiếp tục cho ra đời tàu phá băng chạy bằng nhiên liệu hạt nhân Arktika, và con tàu này trở thành phương tiện mặt nước đầu tiên đưa con người đến điểm cực Bắc vào năm 1977. Ngày 25 tháng 5 năm 2022 thì Nga tàu hạ thủy tàu phá băng chạy bằng nhiên liệu hạt nhân có tên là Uran, và ngày 23 tháng 11 đã hạ thủy tàu Yakutia lớn nhất thế giới hiện nay. Thank you.
xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video tàu phá băng. Chúc các bạn sức khỏe và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.